bây giờ hiện tại là sẽ YBO, sẽ tắm cừu và chuẩn bị những cái con cừu sẽ sạch đẹp khi mà giao cho khách tại Cần Thơ. Thì khách tại Cần Thơ là khách quen, đã mua bên mình một hai lần rồi, đây là lần thứ hai, thì mình sẽ cẩn thận giao cho khách một con cừu Canada và hai con heo mồi đen. Heo và cừu sẽ bỏ ngoài quốc lộ nha bạn, và tiếp tục là bên mình sẽ bỏ lên xe khách để vận chuyển về Cần Thơ. Thì từ bên mình cho đến Cần Thơ thì khoảng chạy khoảng 10 tiếng là sẽ tới Cần Thơ nha bạn. Hiện tại là bên mình giao từ 9 giờ đêm, thì khoảng 8 giờ sáng ngày mai Cần Thơ sẽ nhận được cừu và heo nha bạn. Các bạn nào mà thật sự có nhu cầu mua cừu, heo, dê trên toàn quốc, bên mình sẽ giao đến tận nơi cho các bạn. Các bạn cứ liên hệ qua Tiến Đạt, qua số điện thoại 0938 897 099 nha bạn, để được chúng tôi tư vấn khi mà mua con giống nha bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh nha bạn. Trại dê Tiến Đạt cung cấp dê giống số 1 Việt Nam. Mua ngay giống dê của Tiến Đạt để có những con giống chất lượng cao. Trại dê Tiến Đạt chuyên cung cấp dê giống Bách Thảo, dê bò lai, dê bò lửa, dê bò thuần chủng và cả cừu Ninh Thuận. Chúng tôi cung cấp dê giống trên toàn miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam. Cụ thể như là tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương và Lào Cai. Tư vấn miễn phí và giao hàng tận nơi cho quý khách hàng. Đặt ngay dê giống của Tiến Đạt để có giá ưu đãi nhất dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Tham khảo link bằng giá dê giống ngay dưới mô tả video này.